Thời tiết mấy hôm nay nóng bức quá à. Hay là mình đi tắm ao không bởi? Wow, thích quá nè. Mà bơi đi đâu vậy Su Su ơi? Ở phía sau vườn của Dr. Khỏe á, có cái ao bự lắm. An toàn không vậy Su Su? Yên tâm đi. Bắt đầu chưa bởi? Sẵn sàng rồi, nhảy luôn. À, đi. Mát quá à. Mùa hè mà được tắm ao sướng quá à. Mình quên khởi động trước khi đi bơi rồi. Mình tắm hoài à, mà không khởi động. Cũng đâu có sao đâu. À, dừng của mình. Lúc đầu quá à. Cứu ơi, cho mình lên bờ, cứu. Ôi ơi, ôi, em bị sao vậy? Để mình cứu bạn cho. Su Su ơi, may bạn cứu kịp. Không thì bữa chết luôn rồi đó. Ôi, Bưởi, em có bị ngạt nước không Bưởi? Có cần chị Ốc gọi Dr. Khỏe đến giúp em không? Dạ, chân em vẫn còn đau á. Để Su Su đi tìm Dr. Khỏe cho. Ai nhắc đến Dr. Khỏe đó? Có Dr. Khỏe đây. Chào Dr. Khỏe, may quá, Dr. Khỏe tới kịp lúc luôn á. Nhờ Dr. Khỏe, nghĩa giùm coi em Bưởi bị làm sao, rồi có chữa được không Dr. Khỏe? Được rồi, việc gì khó cứ để Dr. Khỏe lo cho. Nhưng mà chị Ốc đoán á, là Bưởi bị chuột rút khi nhảy xuống ao tắm. Không biết như vậy có đúng không Su Su? Dạ, chắc là vậy rồi. Từ lần đầu con đi tắm ao mà không khởi động trước đó. Thôi được rồi, mọi người hiểu em mà. Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Em đừng có tự trách mình nữa nha Bưởi. Dạ, hiện giờ thì chân em đỡ đau hơn rồi. Dr. Khỏe ơi, để hạn chế được tình trạng chuột rút á, thì Dr. Khỏe có cái lời khuyên nào dành cho em Bưởi với lại tất cả quý vị khán giả không? Quá được luôn chứ. Mà nhân tố có thể giúp cải thiện chứng chuột rút không ai khác chính là trái Su Su. Ồ, trái Su Su hạn chế được tình trạng chuột rút. Thiệt vậy luôn á hả Dr. Khỏe? À, bởi vì lượng magie trong Su Su đóng vai trò như là một chất điện phân trong cơ thể, với tác dụng ngăn ngừa các chứng co thắt cơ, đặc biệt là ngăn ngừa chuột rút ở chân rất là hiệu quả. Đây đúng là một thông tin hữu ích mà. Như vậy là chúng ta có thể cung cấp được một lượng magie phù hợp để hạn chế được tình trạng cơ thể chúng ta bị chuột rút nhờ có Su Su rồi. Su Su nè, con giới thiệu thêm về công dụng của mình đi con. Dạ, con có khả năng hỗ trợ hoạt động của nhu động ruột, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh đó ạ. À, đó là trong Su Su có nhiều chất xơ hỗ trợ ngăn ngừa và điều trị chứng táo bón. Chắc chắn là sau ngày hôm nay, chị Ốc sẽ mang Su Su vào thực đơn yêu thích của mình hàng ngày nè, bởi vì Su Su rất là tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, em còn có khả năng hấp thụ các chất độc trong hệ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch, giúp hệ vi khuẩn có ích cho đường ruột phát triển thuận lợi, giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng hệ tiêu hóa. À, trong Su Su có chứa hàm lượng vitamin K dồi dào, giúp cơ thể dễ dàng hấp thu canxi để hệ xương khớp chắc khỏe và dẻo dai. Ăn hoa Su Su nè. Buồn quá đi, chả bù cho em, ít tài năng rồi còn gây họa cho chính mình nữa chứ. Thôi mà, Bưởi đừng có buồn mà. Mỗi người có cái khả năng riêng mà. Bưởi cũng có nhiều công dụng hay lắm chứ bộ. Đúng rồi đó Bưởi, con vẫn là học trò cưng của Dr. Khỏe. Con yên tâm nha. Còn bây giờ thì Ốc Thanh Vân, Dr. Khỏe, Su Su và Bưởi xin chào, tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.